tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà bật mí công thức sáng tạo cho thực đơn buổi sáng giúp dưỡng da đẹp dáng. Là một trong những hoa hậu xinh đẹp chuẩn bị đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường nhan sắc quốc tế, thời gian qua Đỗ Thị Hà luôn cố gắng trau dồi kỹ năng cũng như cải thiện vóc dáng của bản thân. Bên cạnh việc tập luyện giữ dáng thì nàng hậu còn rất chú trọng về chế độ ăn uống. Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong hình ảnh mới vừa qua, áo crop top ôm sát cùng quần jean, bộ đồ này giúp cô khoe trọn vòng hai thon thả. Mới đây trên trang cá nhân Hoa hậu Việt Nam 2020, Đỗ Thị Hà đã thu hút sự chú ý của mọi người khi chia sẻ về món ăn sáng mà cô thích nhất trong thời gian qua, cũng như cách chế biến món này. Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ về món ăn sáng yêu thích vừa dễ làm lại giúp dưỡng da đẹp dáng. Đó chính là món yến mạch ngâm qua đêm. Yến mạch ngâm qua đêm là hỗn hợp yến mạch được ngâm với sữa tươi, sữa chua qua đêm và đây là một trong những món ăn phổ biến của người Mỹ và một số nước phương Tây. Yến mạch là loại ngũ cốc chứa nhiều protein, chất béo và đây cũng là nguồn cung cấp beta-glucan, một loại chất xơ giúp làm giảm cơn đói, tăng cảm giác no, từ đó hỗ trợ việc giảm cân rất hiệu quả. Khi kết hợp với trái cây, các loại hạt mà còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Hoa hậu Đỗ Thị Hà chia sẻ công thức chế biến món ăn sáng yêu thích của mình. Công thức yến mạch ngâm qua đêm có thêm sữa chua sẽ rất thích hợp khi ăn cùng các loại trái cây. Một số loại trái cây các chị em có thể tham khảo để mix với yến mạch ngâm qua đêm là chuối, dâu tây, việt quất, xoài, kiwi. Ở đây Đỗ Thị Hà chọn ăn với chuối. Nàng hậu còn rất thêm bột cacao để món ăn trở nên thơm ngon và hấp dẫn hơn. Sau đó bạn chỉ cần cho tất cả các nguyên liệu trên vào hộp hoặc lọ kín và cất vào trong tủ lạnh, đến sáng mang ra ăn, thế là xong. Có thể nói yến mạch ngâm qua đêm là một bữa sáng vô cùng nhanh gọn và tiện lợi, lại hỗ trợ giảm cân rất tốt. Trong vài năm trở lại đây, món ăn này đã trở thành bữa sáng được nhiều người yêu thích, trong đó có cả những người nổi tiếng như Tăng Thanh Hà, Tóc Tiên. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.